xây nhà có chữ L ngược, cô gái đọc comment liền gọi thợ phá bỏ vì lý do đáng sợ. Mới đây, một hot TikToker đã đăng tải đoạn video chia sẻ câu chuyện và hành trình mình xây căn nhà sau bao nhiêu năm cố gắng và nỗ lực làm việc. Thế nhưng, sau khi chia sẻ hình ảnh căn nhà lên trang cá nhân, hàng ngàn cộng đồng mạng đã phát hiện ra điều bất thường khi ngay trước mặt tiền của ngôi nhà có chữ L ngược. Theo phong thủy thì đây là điềm không tốt bởi nhiều người quan niệm chữ L ngược giống số 7 là thất, tức nghĩa mang lại nhiều xui xẻo cho gia chủ. Sau khi đọc được bình luận của cộng đồng mạng, cô gái đã tức tốc gọi thiết kế để sửa đổi, đập bỏ và phá vỡ hình thù của chữ L ngược, cải tạo lại mặt tiền để có thể yên tâm vào ở trong căn nhà mới của mình. Hình ảnh căn nhà sau khi sửa đổi đã giúp mặt tiền sáng sủa hơn, phá vỡ phong thủy chữ L ngược không tốt. Bởi phong thủy vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ mà chúng ta bắt buộc phải nghe theo nếu như không muốn sống trong lo sợ. Điển hình như hai căn nhà có chữ L ngược từng gây chấn động bởi hai vụ án nghiêm trọng, đó là vụ án ở Bình Phước và vụ án Lê Văn Luyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.